Em gái bán dép ơi, cho chị hỏi một câu nhé. Dạ, chị hỏi đi ạ. Giữa một đôi dép con thỏ 80k và 100 tỷ, em lấy cái nào? 100 ngàn em còn lấy vội chứ không gì 100 tỷ hả chị? Dép thỏ thì lấy cũng được, không lấy cũng không sao. Chứ 100 tỷ lẽ phải lấy vội. Vậy giữa 100 tỷ và đổi lại là ngày mai em không thức dậy nữa, em có đánh đổi không? Ôi, vậy thì tàn ác quá, em không lấy đâu. Vậy có nghĩa là mỗi ngày thức dậy của em đáng giá 100 tỷ đúng không? Vâng. Vậy phải cười thật tươi vào và hô vang là tôi đáng giá 100 tỷ đi em. Tôi đáng giá 100 tỷ. Ủa mà chị bán dép rồi, cái gì còn thỏi, em cũng thích lắm. Chị cho em nhá. Ừ, 80k chị trừ vào tiền lương nhé. Cho anh mua một đôi dép đi em, size 43 nha. Dạ, anh muốn mua dép nam hay là dép nữ ạ? À? Nhìn anh là biết nam mà. Dạ, anh muốn mua dép size bao nhiêu ạ? À? Anh mới nói mà, 43 nha. Dạ, anh muốn mua dép màu đen hay là màu trắng ạ? À? Cho anh đôi dép màu đen đi. Anh muốn mua màu đen mun hay là màu đen bóng ạ? À? Cho anh đôi dép đen bóng đi. Anh muốn mua logo kaizen hay là thỏ ạ? À? Cho anh dép kaizen đi em. Anh muốn mua dép kaizen logo đen trơn hay là đen bóng ạ? À? Cái gì mà hỏi quá trời vậy? Mua đôi dép mà làm phiền quá, gọi quản lý ra đây. Ui ui, thượng khách, nhỏ em mới đi làm nên chưa biết gì, thôi em đi vào trong để chị tư vấn cho. Dạ, anh muốn mua màu nào ạ? À? Màu đen em. Dạ, anh muốn mua size bao nhiêu ạ? À? Size 43. Dạ, anh muốn mua dép 80.000 hay là 81.000 ạ? À? Một cái nào cũng được. Dạ, anh muốn mua màu đen nhung hay là đen bóng ạ? À? Đen bóng. Anh muốn mua dép kaizen hay là dép thỏ ạ? Má dẹp đi, mua đôi dép khó khăn quá. Anh Nhung cho anh xin lỗi đi mà, cho anh một cơ hội thôi, lát anh mua dép con thỏ cho. Không có xin lỗi hết trơn á. Anh năn nỉ mà, cho anh xin lỗi đi. Không. Đi mà. Không. Cho anh một cơ hội thôi nhé. Không. Anh năn nỉ mà, cho anh một cơ hội thôi. Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi đúng không? Thì cái lỗi của anh là gì? Thì cái lỗi của anh là gì?